Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì cửa hàng móc cái Green vừa lấy về được mấy tấn hàng. Thì chủ yếu là các cái phụ kiện rồi là dụng cụ để dùng cho cái máy cắt cỏ và máy cưa xích các bạn nhé. Đấy. Phần lớn số lượng hôm nay mình về thì nó là các loại cước và các loại ổ cước. Đây mình có lấy một số mẫu ra để giới thiệu cho các bạn. Đây là loại cước đen có răng cưa các bạn nhé. Cước đen có răng cưa hai mặt. Đấy. Một hộp như thế này là có kích thước chiều dài khoảng 60 mét, độ rộng là 3 ly. Đấy. Loại này là cước bọc nõi thép các bạn nhé, nõi dây cáp thì cũng có độ rộng cước là 3 ly và trọng lượng là 450 gram. Loại này là cước nhựa thường màu cam 3 ly và có trọng lượng là 1 pound các bạn nhé. Đây là loại 2,4 ly, trọng lượng cũng 1 pound, cước ni lông là 100% ni lông màu cam nhé. Còn có loại màu trắng đây, 3 ly trọng lượng 1 pound màu trắng. Ngoài ra mình cũng có màu xanh nữa nhưng mà mình không lấy ra. Đây là cái ổ cuốn cước, ổ cuốn cước tự nhả nhé các bạn nhé, tự nhả cước nhé các bạn nhé. Loại này bằng nhựa đúc rất là dày dặn và bền. Cái đây là cái ổ đầu cắt cỏ bằng xích các bạn nhé, loại tốt rồi, bằng xích các bạn nhé. Bác nào thích cái loại này thì là có thể dùng, cắt được cả cỏ lẫn cây bụi, cây gỗ nhỏ. Đây là ổ cước bằng nhôm đúc, ổ nhôm. Loại này thì là dùng được cho tất cả các loại máy cắt cỏ. Loại này cũng thế, dùng được nắp được tất cả các loại đầu bò máy cắt cỏ. Còn loại này thì là phải dùng cái loại mà có đầu gen ngoài nhá, cái đầu nó có gen ngoài và độ rộng của gen là 10 ly, gen 10. Đây là tay ga, loại giống của tay ga bóp giống của Estin các bạn nhé. Đấy. Bộ dây ga này có sẵn tay cầm này, cò ga, công tắc điện này, dây. Đấy. Dây có sẵn đấy các bạn nhé. Đây là dây ga và dây điện này. Các sản phẩm này thì thường mình đóng hàng thì có hình thức như này các bạn nhé. Dán đơn, dán tem, dán mác này. Và có đóng cái dấu mộc của cửa hàng Móng Cái Green nhé. Địa chỉ khu 5 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đơn hàng khác. Các đơn hàng thì là hàng ngày mình xuất đi rất là nhiều, hàng trăm đơn, có ngày đến trăm đơn, có ngày vài chục đơn, nói chung là cũng đều đều. Đây là hôm nay mình về 50 thùng hàng như này, gồm nhiều loại khác nhau nhá, có những loại là mình chưa dỡ ra để lấy mẫu cho các bạn xem được. 50 thùng các bạn nhé, rất nhiều. Hôm nay mới về 50 thùng. Vừa mới bung ra một số 50 thùng các bạn nhé, đủ loại luôn. Hàng chất lượng, do nói chung là chất lượng ok, giá thì là rẻ vô đối rồi, không đâu rẻ bằng. Đây mình được giới thiệu với các bạn một số các loại sản phẩm khác. Những cái loại kia là mình thường là mình nhập theo hàng nghìn chiếc một nhé. Mỗi sản phẩm thường là đầu nghìn. Mỗi một hôm về là toàn đầu nghìn một thôi. Chứ mình ít khi là nhập lẻ tẻ lắm. Còn đây là chế hỏa khí các bạn nhé. Chế hỏa khí đây. Chế hỏa khí máy cắt cỏ.
Ngoài này hình như là chế đây, mình không, không xem, chưa xem mã. Hôm nay là mình về mấy trăm cái bộ chế hỏa khí, gồm chế hỏa khí 2 kỳ và cả 4 kỳ đều có nhá. Đấy. Mấy trăm bộ chế hỏa khí luôn. Chế hỏa khí máy cắt cỏ cực loại tốt mà cực rẻ luôn. Bác nào mà máy mà để lâu ngày bị hỏng chế thì có thể là mua về thay thế. Mỗi một thùng này thì là mình xem nào. Mỗi thùng này hình như là có 30 cái chế này phải. Nay mình về khá nhiều, mấy trăm cái chế đấy. Quên chưa xem sổ kiểm hàng nhập kho. Còn đây là lúm bơm xăng nhá các bạn nhá. Cái lúm bơm xăng máy cắt cỏ. Loại tốt các bạn nhá. Loại này rất là bền, dai, mềm, bền. Cái này nhập về mình nhập vài nghìn chiếc một lúc. Thường ấy thì cái này nếu khách nào mua buôn thì mình bán hàng trăm chiếc một. Còn nếu mà khách hàng nào mà thực sự là có nhu cầu ấy, mà mua thêm những sản phẩm khác của mình thì những cái này là mình thường là mình tặng kèm nhé các bạn nhé. Mình thường là tặng kèm, nếu như đối với khách mua lẻ mình tặng kèm chứ không lấy tiền nhé. Các bác ở trên mọi miền tổ quốc này có nhu cầu thì cứ đặt hàng. Ví dụ như các bác bảo là mua một ổ cước thì là tôi muốn mua thêm một cái núm bơm xăng này, thì là cái núm bơm xăng này mình sẽ không tính tiền các bạn nhé. Rất là nhiều, mỗi một bọc này thì như là người ta chia mỗi bọc này như là mấy trăm chiếc một ấy. Bọc có đóng gói đàng hoàng đây. Còn đây là núm bơm xăng của máy cưa các bạn nhé. Núm bơm xăng của máy cưa. Mỗi lần nhập về thì mình nhập vài trăm chiếc một. À mình nhớ rồi. Nó đóng gói cái này là mỗi túi này là 300. Còn cái loại này mỗi gói nó đóng 100 chiếc. Rất nhiều. À. Loại tốt các bạn nhé. Nhựa của nó rất là mềm và dai, dẻo, bền. Rất là nhiều đây. Cả bọc đây. Đây. Hàng hóa rất nhiều. Đây là cái ổ đầu cắt cỏ bằng xích nhé. Vừa nãy mình đã giới thiệu rồi đấy. Bằng xích. Từ từ xem cái gì bên dưới này nữa. Cái này ở đâu ra đây? À đây là dây đeo. Dây đeo hai vai các bạn nhé. Đây là cái bộ dây đeo hai vai. Cái này không biết là nó từ đâu ra đây. Dây đeo hai vai. Đó, đây còn nhiều thùng hàng khác này. Chưa bung, chưa phui. Đấy, vừa rồi mình đã giới thiệu vài mặt hàng. Thì là khách hàng trên mọi miền tổ quốc có nhu cầu đặt hàng thì có thể là liên hệ trực tiếp với lại cửa hàng móng cái Green. Số điện thoại mình sẽ ghi ở dưới phần ghi chú nhé. Giá sản phẩm mình ghi ở dưới phần ghi chú. Ngoài ra các bạn cần những mặt hàng gì thì nó có thể là liên hệ để mình báo giá. Bởi vì là rất nhiều sản phẩm mình nhập về nhưng mà không có thời gian để mà đăng lên mạng. Có thời gian mình đi làm cả ngày. Công việc này, bán hàng này không phải công việc chính của mình, mà mình có người nhà phụ thôi, nhưng mà mỗi ngày nó bán vài trăm đơn ấy, rất là nhiều. Từ giờ đến cuối năm là mình còn nhập rất nhiều đợt khác.
khách hàng mà có nhu cầu mà muốn mua các mặt hàng khác mà không có trong cái video của mình ấy, thì là có cứ inbox nhé, cứ liên hệ để đặt hàng thì mình sẽ nhập về theo yêu cầu của các bạn. Video giới thiệu các cái sản phẩm của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.